Xin trân trọng kính chào quý vị đang đến với chương trình diễn đàn chính luận thuộc hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, cũng đã lâu rồi nhạc sĩ Trúc Hồ và chúng tôi chưa có dịp chia sẻ thêm với quý vị những cái tin tức về cái nỗi hiểm họa muốn thống trị thế giới, muốn làm bá chủ Đông Nam Á của Trung Cộng. Vì vậy hôm nay nhạc sĩ Trúc Hồ và chúng tôi xin được nhân cái cơ hội này, nhân cái cơ hội mà mới ngày hôm qua, thưa quý vị, Tổng thống Philippines, Tổng thống Ferdinando Marcos của Philippines đã triệu tập đại sứ của Trung Cộng đến để mà khiển trách vì cái sự việc mà Trung Cộng coi như là đã đem mình bảo là cầu vòi nước chở lửa xịt vào các thuyền tàu của Philippines đến tiếp tế cho một cái căn cứ của Phi tại một hòn đảo nhỏ mà Trung Cộng đang lăm le chiếm đóng. Vì vậy hôm nay chúng tôi một lần nữa lại rất là hân hạnh có được sự hiện diện của nhạc sĩ Trúc Hồ để nói thêm về hiểm họa của Trung Cộng đối với Đông Nam Á. Xin chào Trúc Hồ. Dạ thưa anh, thì theo một cái cơ quan mà nghiên cứu về Hoa Kỳ thì đã cho chúng ta thấy là Trung Cộng ngày hôm nay trong vòng 5 năm qua họ đã có nhiều cái tầm ảnh hưởng quan trọng với một số nước mà đã từng thân với Hoa Kỳ. Họ đã tạo ảnh hưởng rất nặng về vấn đề kinh tế, quân sự, ngoại giao và văn hóa. Tại sao họ làm được chuyện đó? Họ làm được chuyện đó là bởi vì họ có tiền. Những nước lân cận cái bên, những nước như là hồi xưa thân Mỹ như là Indonesia, Malaysia, những nước đó khi mà họ có cần mượn tiền để mà họ trong những lúc mà họ khó khăn, Trung Cộng sẵn sàng cho mượn tiền. Cái đó nó gọi là cái tầm ảnh hưởng, cái soft power của Trung Cộng càng ngày càng có. Và ngay cả những nước Thái Lan bây giờ cũng mua dụng cụ vũ khí của Trung Cộng. Thái Lan là một nước đồng minh của Hoa Kỳ khá lâu, nhưng mà bây giờ bị cái tầm ảnh hưởng số tiền mà vấn đề mà công ty Trung Cộng mang vô để đầu tư vào Thái Lan, số tiền mà Trung Cộng mang vô để đầu tư vào Malaysia, Indonesia, nó quá nhiều. Có những nước mà hơi sợ Trung Cộng bởi vì trong cái lịch sử của họ như là Philippines, Việt Nam, Taiwan, họ cũng 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 gọi là không thích Trung Cộng đâu. Nói thẳng là Việt Nam cũng không thích Trung Cộng đâu, nhưng mà họ vẫn sợ. Cái đó là cái mà chúng ta có thể hiểu được có cách nào đó để mà cái niềm sợ hãi nó bớt đi. Là tất nhiên là Hoa Kỳ họ phải có nhiều cái việc làm cần thiết để chứng tỏ là chúng tôi vẫn còn mạnh và chúng tôi sẵn sàng bên cạnh các bạn. Những gì mà Trung Cộng có thể đưa cho các bạn là chúng tôi vẫn có thể làm được. Khi mà chúng ta bỏ cái người Hoa Kỳ, chúng ta bỏ cái hiệp rồi là cái con đường mà cái hội để mà nhiều nước quốc gia ở Asia nó trở thành một cái tranh gì đó anh Nam, cái gì TS gì, cái gì mà trên gì mà trước khi mà nó trở thành Indo Pacific á, Indo-Pacific thì gọi chưa là có ASEAN, trên Pacific phải không? Cái thể Pacific, đúng rồi. Yeah, trên Pacific, xuyên Thái Bình Dương, xuyên Thái Bình Dương. Thì yeah, thì chúng ta tự động chúng ta bỏ ra cái hội nghị đó, một cái cơ quan đó, một cái hợp thể đó, thỏa ước. Thì cái đó là một trong những cái mà chúng ta đã bị thất thế. Bởi vì nếu mà chúng ta không có đó thì những nước như là những nước họ cần tiền, họ cần buôn bán này kia nọ, họ dần dần họ theo Trung Cộng, con đường siêu lô của Trung Cộng. Và mới đây thì chúng ta bắt đầu có một cái khác nữa là India Pacific. Cái đó thì nó sẽ gọi là ba lăng lại, cân bằng lại. Nhưng mà em thấy là trước hết là người dân Hoa Kỳ và nhất là những nhà đại tư bản Hoa Kỳ á. Những nhà đại tư bản Hoa Kỳ họ là những công ty lớn, họ quan trọng nhất đối với họ là mỗi quarter họ có cái report profit and loss. Họ dựa theo cái đó để mà họ bán cái stock của họ.
thì họ làm mọi cách để họ làm cái nơi mà nó rẻ tiền nhất để họ mang tới được cho cái thế giới họ bán, nhất là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chúng ta kiếm một đồ mà để mà chúng ta mua không phải làm ở China là một điều rất khó, kính thưa quý vị. Quý vị cứ ra thử những cái tiệm mà Walmart thì kiếm một cái đồ mà mình mua để mà mình xài mà không phải từ Made in China thì thật là khó. Cái đó là chúng ta đã lệ thuộc, chúng ta đã cho họ cơ hội làm tiền. Sao anh? Đúng vậy, Trúc Hồ nhận xét rất là chính xác. Trong mấy chục năm vừa qua, các nhà tư bản, các công ty của Hoa Kỳ, của Tây Âu hầu như đều chú trọng đến cái việc làm ăn với Trung Cộng, làm Đúng. tiền. Nhưng mà bởi vậy thành ra coi như là nó giúp Trung Cộng, cái nền kinh tế của Trung Cộng nó phát triển. Nhưng mà gần đây, đặc biệt là trong vòng 3-4 năm qua, khi mà Hoa Kỳ cũng như các Tây phương bắt đầu nhìn thấy cái sự nguy hiểm của Trung Cộng, cũng như Trung Cộng càng ngày càng mình bảo là hung hăng, dương oai diệu võ, thì làm cho thế giới cũng bắt đầu lo lắng. Và theo các con số mà thống kê về các công ty mà đang đầu tư vào Trung Cộng năm nay so với những năm trước thì hầu như là đã giảm hơn đến một nửa rồi. Đồng thời có một cái tin mà chúng tôi cũng mới được biết cách đây vài ngày, đó là ngay cả cái công ty mình bảo là công ty điện thoại Apple, công ty táo đó, của Hoa Kỳ, hầu như đã rút hết hoặc là chuẩn bị rút hết những cái nhà máy để chế tạo iPhone và đem qua Ấn Độ. Và các những chuyên viên Ấn Độ, các kỹ sư Ấn Độ đang gọi là mình bảo là học tập rất là mạnh để mà chuẩn bị trong một thời gian gần sẽ gọi như đóng cái vai trò là một cái trung tâm sản xuất cho các kỹ nghệ cao của Hoa Kỳ và thế giới. Thì tôi nghĩ là từ từ người ta thấy rằng buôn bán làm ăn với Trung Cộng, thứ nhất là cái như Trúc Hồ nói, muốn kiếm lời nhiều thì cái sự kiếm lời đó càng ngày càng ít đi. Và cái nếu mà mình tính thêm những cái chi phí khác, đặc biệt là những cái chi phí mà mình bảo là bản quyền, cái bản quyền trí tuệ, cái sản phẩm trí tuệ, thì cái sự mà ăn gian ăn cắp, làm áp lực của Trung Cộng để lấy những cái kỹ thuật mới của các công ty có hoạt động tại Trung Cộng, thì càng ngày người ta càng phải xa lẫn với Trung Cộng đi. Nhưng mà có một cái điểm nữa cũng định hỏi với Trúc Hồ, tức là một cái nước láng giềng của Việt Nam sát nách là Campuchia hay là Cambodia đó, thì từ hồi tháng 3 đã có cái tin tức rằng Trung Cộng coi như đã ký một cái hiệp ước với Hun Sen, với Campuchia, để cho chiến hạm của Trung Cộng được quyền sử dụng cái căn cứ hải quân tại cái tỉnh Riem của Campuchia. Và đồng thời mới tháng trước thì lại có thêm thông tin là cái căn cứ đó bây giờ càng lúc nó lại càng hiện đại hóa, để ngay cả hàng không mẫu hạm của Trung Cộng cũng có thể sử dụng cái căn cứ này. Vậy thì Trúc Hồ nghĩ gì cái sự việc mà Trung Cộng đem tàu bè tàu chiến đến sát nách Việt Nam như thế này, thì cái áp lực nó đối với Việt Nam cũng như các nước lân cận như thế nào? Chịu ảnh hưởng rất nặng nề về cái thế quân sự của Trung Cộng bỏ qua bên Campuchia. Thật sự nếu mà những nhà lãnh đạo Việt Nam mà biết yêu nước yêu dân thì họ nên đi gần với lại Hoa Kỳ. Em nghĩ là trong năm nay Tổng thống Hoa Kỳ sẽ về về Việt Nam để mà có những cái là thương lượng, vạch ra những gì cần và không cần làm đối với Việt Nam và China. Người Việt Nam của chúng ta nói gì nói không thích ngoại xâm. Cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam mà có theo Đảng Cộng sản Trung Cộng, người dân họ cũng không có đồng ý đâu anh. Cái đó là nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà dẫn theo Đảng Cộng sản Trung Cộng mà bán nước, bán đất, bán biển thì cái tương lai đảng của họ sẽ không còn đâu anh. Người dân Việt Nam chúng ta
sau bao nhiêu năm sống với lại cái chế độ cộng sản, chúng ta có mất cái nhiều cái đẹp của quê hương đất nước của chúng ta, những cái nền văn hóa căn bản. Chúng ta có bị mất chứ không phải không? Người dân chúng ta bây giờ ở Việt Nam, cái dân trí họ có sự suy nghĩ rất là không có giống như cái thời của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Nhưng mà chúc Hồ vẫn tin vào cái vấn đề cái tình yêu nước của người dân Việt Nam. À, nói gì nói, khi mà đụng tới quốc gia, đất nước, tổ quốc thì người Việt Nam của chúng ta hy vọng là có một suy nghĩ chín chắn để chọn cái con đường mà bảo vệ đất nước. Con đường bảo vệ đất nước Việt Nam không phải là con đường chơi với thằng Trung Cộng. Con đường bảo vệ đất nước Việt Nam phải là đi với người tốt, là chính phủ Hoa Kỳ, để chúng ta có thể cân bằng lại cái mối đe dọa của Trung Cộng. Trung Cộng họ chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, họ đã dùng lấy chính những người đi gọi là ra ngoài biển của chúng ta để mà đi vớt cá, câu cá. Họ nói không cần phải câu cá, câu cá. Họ trả rất nhiều tiền hơn 10 lần để chở đồ cát với lại gạch ra ngoài Trường Sa, Hoàng Sa cho họ. Anh thấy không? Cái đó là những cái... Nói chung là nếu mà chúng ta nhìn Việt Nam và chúng ta nhìn Trung Cộng, chúng ta thấy rõ ràng là người Việt Nam của chúng ta đang bị ép, 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 ép. Ép nhiều thứ lắm anh. Cái gì mà tệ hại nhất cái Trung Cộng á, nó đẩy xuống Việt Nam. Đó là đồ sản xuất nha. Còn ý em nói nữa là ngay cả mỗi ngày chúng ta phải nhận bao nhiêu không khí dơ bẩn từ Trung Cộng nó đẩy xuống Việt Nam. Không phải Việt Nam bị không mà ngay cả Đại Hàn cũng bị nữa. Bao nhiêu không khí dơ bẩn, bao nhiêu cái hệ thống làm việc, bao nhiêu cái môi trường ô nhiễm đó, nó bay xuống đâu? Gió nó đẩy xuống Việt Nam, gió nó đẩy xuống Đại Hàn. Ở Đông Nam Á bây giờ chỉ có nước Philippines là tương đối là vẫn còn lên tiếng nói của mình để mà giành lại cái quyền biển đảo của mình. Ha, Việt Nam thì im lặng, mà ngon nhất là phải nói là Đài Loan. Đài Loan chúng ta phải công nhận là chúng ta ngưỡng phục những người dân Đài Loan. Tổng thống Đài Loan mặc dù là phụ nữ nhưng mà rất là can trường, và cái cô tổng thống này, cái vị tổng thống này họ có một cái tâm hồn, một cái đức tính cương quyết. Cái đó chúng ta nên học từ những người Đài Loan. Chúng ta phải có một cái thái độ cương quyết. À, người dân Việt Nam phải có thái độ cương quyết nói với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là chúng ta không thể nào nhường một tấc đất nào cho Trung Cộng hết. Cảm ơn Trúc Hồ. Mình tạm ngưng vài giây để mời khán giả của mình xem một số thông tin thương mại. Khi trở lại, anh em mình sẽ bàn thêm cái chuyện của Đài Loan, đặc biệt là những cái sự việc, những cái sự kháng cự lại Trung Cộng của Đài Loan cũng như Phi Luật Tân. Xin mời quý vị xem một số quảng cáo. Xin chào mừng quý vị đang trở lại với chương trình Diễn đàn Chính luận. Thưa quý vị, hôm nay Nhạc sĩ Trúc Hồ và chúng tôi đang chia sẻ với nhau một chút xíu về cái hiểm họa số 1 đối với Đông Nam Á, đó là Trung Cộng, và đặc biệt là những cái sự đề kháng lại sức ép của Trung Cộng tại hai quốc gia mà chúng ta đều biết đến, đó là Phi Luật Tân và Đài Loan. Thì trước khi để hỏi Nhạc sĩ Trúc Hồ thêm, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một cái bản nghiên cứu của một cái trung tâm nghiên cứu tên là PU của Hoa Kỳ về cái cảm nghĩ của người Á Châu nói chung tại Hoa Kỳ, cái nhìn của họ, cảm nghĩ của họ thế nào về Trung Cộng. Thì thưa quý vị, gần đây nhất cái trung tâm nghiên cứu này đã kết luận sau khi thăm dò 7.000 người Á Châu
thì cho thấy rằng đa số đều có những cái ấn tượng rất là tiêu cực, rất là xấu về Trung Cộng. Và ngay cả những cái người mình bảo là người người Mỹ gốc Hoa cũng đều có cái nhìn rất là ít thiện cảm với chính quyền Trung Cộng hiện giờ. Và ngược lại, đa số người Á Châu đều có cái nhìn rất là thiện cảm với Đài Loan. Thì vài phút trước nhạc sĩ Trúc Hồ cũng cho biết là Đài Loan có một cái vị mình bảo là nữ tổng thống rất là kiên cường, có nhiều cái hay. Vậy thì bây giờ xin mời Trúc Hồ chia sẻ thêm một chút xíu về Đài Loan. Tại sao mà American, những người Mỹ chúng ta cần phải defend Taiwan? Thật sự ra nếu mà chúng ta nói lý tưởng tự do, nói nhiều cái gì mà nó quá lý tưởng, nó không có thực tế. Thực tế là hai bên đều phải có những cái gì nó liên quan với nhau và có lợi với nhau. Hoa Kỳ cần Taiwan bởi vì đây là một hòn đảo mà nó chỉ cách có khoảng 100 mile của bên China thôi. Và cái chỗ này là cái nơi rất cần thiết cho quân đội của Hoa Kỳ có mặt hiện diện ở đó để mà về vấn đề không gian, về vấn đề Navy và những vấn đề high technology. Và nhất là người Taiwan là một cái quốc gia mà họ rất 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 ư là có nền văn hóa cao, và cái high tech của họ, kỹ thuật của họ cũng cao, và họ là một trong những cái quốc gia sản xuất semiconductor rất là cần thiết cho cả thế giới. Cái vấn đề mà người Hoa Kỳ cần defend đó, cần bảo vệ Đài Loan, nó y chang như người Nhật và người Úc, họ cũng cần như vậy để bảo vệ Đài Loan, tất nhiên là bảo vệ họ. Cái đó là một cái dùng buffer để chúng ta ngăn cản được trước khi mà tới xâm phạm đến đất nước chúng ta. Còn nếu mà Nhật với Úc mà không có giúp đỡ Đài Loan thì cái gọi là họ bị cái sức ép nó dồn qua hai nước họ. Họ không muốn điều đó xảy ra. Họ muốn phải bảo vệ Đài Loan. Và với Hồ á, Hồ có những cái người bạn ngồi hỏi nói chuyện, Hồ đi xa nhiều nước, Hồ nói chuyện, Hồ nghĩ là hầu hết những người không phải Việt Nam đâu, đủ mọi quốc gia nơi mà Trúc Hồ đi, họ hoàn toàn ủng hộ Đài Loan để giữ cái tự do đất nước của họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ xứng đáng được như vậy. Nếu mà anh đi Đài Loan, anh sẽ thấy một cái nền văn hóa rất là cao, con người rất là tự trọng, mọi thứ đâu ra đó, trật tự. Mặc dù trên lý thuyết thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn công nhận Đài Loan là một phần của China, phải không anh? One China policy, tức là cái chính sách một nước đầu đó. Đó là một phần của China. Nhưng mà China cũng đừng có quên là Đài Loan và Hoa Kỳ cũng có một cái hiệp ước. Mà nếu mà tấn công Đài Loan, tất nhiên là tấn công Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ thì có nhiều đồng minh ở khu vực ở đó, như là Nhật Bản nè, Úc nè, Philippines nè, Đại Hàn nè. Những mà cái khu vực mà chiến lược quan trọng á, mà nếu mà Hoa Kỳ có thêm Việt Nam nữa, thì em nghĩ là đó là một cái điều tốt. Hoa Kỳ cần có mặt ở Cam Ranh để cân bằng lại vấn đề không những về vấn đề tàu Navy không, mà vấn đề logistics support anh. Trong cuộc chiến cái quan trọng nhất là logistics support, là chúng ta khi mang quân ra chúng ta cần bao nhiêu đồ ăn, chúng ta cần bao nhiêu vũ khí, bằng bao nhiêu viên đạn, cần bao nhiêu chế bom. Nếu mà không, chúng ta không có một cái base, một cái chỗ lớn để mà chúng ta có thể làm cái công tác logistics support đó, thì chúng ta khó thắng trong cuộc chiến. Thì em nghĩ là Hoa Kỳ bây giờ những nhà đại tư bản bớt tham tiền một chút, nhìn cho một cái thế giới nó bình an, đừng có chiến tranh như là thằng Nga tự nhiên đi đánh những người dân Ukraine. Một cái đất nước, một cái thế giới mà họ sống hòa bình, họ chỉ mằn ăn làm việc,
công bằng một chút thì chúng ta có thể nhịn nhau này chút xíu, nhịn kia nhau chút xíu, mà để chúng ta sống mà chúng ta không phải lo sợ là một ngày nào đó con cháu của chúng ta sẽ nhận những cái trái bom từ những người ác vào trường học của nó. Ừ. Nếu mà những người giàu nghĩ được cái chuyện đó, như ông đại tư bản đừng có tham tiền, thì em nghĩ là cái sự gọi là hiểm họa, cái mối đe dọa của Trung Cộng nó sẽ dần dần nó phải phai phai mờ đi. Tại vì đối với em nghĩ á, tà không bao giờ thắng chính được. Trung Cộng là nước nước tà đó, tà phái đó. Những người Việt Nam nếu mà coi chương trình này, chịu khó nghiên cứu chút xíu đi, chúng ta sẽ thấy Trung Cộng là phái tà đó, đừng theo họ. Điều đó mình chắc chắn thấy rồi, nhưng mà cái việc mà mình bảo là nếu để cho các đại công ty, các công ty tư bản bớt tham lam đi thì cái chuyện đó khó xảy ra. Nó chỉ xảy ra là cái luật lệ cũng như là cái điều kiện để mà cho họ làm ăn tại những nước khác nó khá hơn thì Thì họ bây giờ thay vì anh làm với rút lại ra khỏi Trung Cộng. thay vì anh làm với Trung Cộng, anh đi qua bên Ấn Độ, nó có một cái Đúng vậy, Indo đúng nó, vậy, đúng vậy, và đúng vậy, Ấn đó Ấn là cái Ấn điều. Ấn Độ là quốc gia lý tưởng, không không phải về vấn đề số người đông nhất thế giới, mà người Ấn Độ là họ họ nói tiếng Anh nhiều, và cái high tech của họ, những chuyên gia kỹ thuật của họ, tất cả mọi ngành nghề đều cao hết. Khi mà anh có một cái thế, một cái gọi là lực lượng mà làm việc mà có trình độ như vậy á, nó không mất nhiều thời gian để Apple làm ở bên Ấn Độ đâu anh, nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu, bởi vì người Ấn Độ họ giỏi sẵn rồi. Đúng vậy, thì họ tính ngay cả mình dùng cái công ty Apple là một ví dụ đó, thì chỉ trong vòng một hoặc 2 năm nữa thì họ sẽ không còn có cái hiện diện ở Trung Cộng. Thì một khi mà công ty Apple nó rút ra thì những cái công ty khác là làm ăn với Apple cũng sẽ rút ra khỏi Trung Cộng. Và bởi vậy cái nền kinh tế của Trung Cộng hiện giờ, mình dõi tờ báo ra thì báo nào cũng đều nói là Trung Cộng, cái nền kinh tế Trung Cộng đang có gặp một vấn đề rất là lớn, vấn đề giảm phát. Tức là bây giờ người ta không có buôn bán làm ăn với Trung Cộng nữa. Cái số mình bảo là xuất cảng từ Trung Cộng sang thế giới năm nay cũng thôi là đã giảm đi 30-40%, và con số đó thì lại càng, mình bảo là mỗi ngày lại càng xấu đi cho với Trung Cộng. Thì cái sự việc đó cho chúng ta thấy là thế giới dần dà đã hiểu rõ cái bản chất Trung Cộng, làm ăn với Trung Cộng sẽ không có lời nữa, phải tìm chỗ khác làm ăn. Và một khi họ tìm chỗ khác làm ăn thì cái hy vọng của chúng ta không bị hán hóa nó cao hơn. Thật sự ra cái nửa nạc nửa mỡ mới là chết á. Cái vấn đề nửa nạc nửa mỡ, mấy cái mà nó không có gì rõ ràng á, nó dễ qua mặt người khác lắm. Trung Cộng là một người, một cái giống dân từ thao thời ông Mao Trạch Tông, là những người lãnh đạo không có một cái tâm hồn và một trái tim đâu. Họ ác lắm anh. Ừ, họ không phải là những người Trung Hoa mà thời xưa chúng ta biết. Những người Trung Hoa mà Nho giáo, Khổng tử, Lão tử, những cái căn bản đạo đức của con người Trung Hoa hồi xưa. Bây giờ Trung Cộng là đỏ, là Mao Trạch Đông, là những người không tốt. Ừ. Cho nên chúng ta đừng có gọi là mau tin những cái gọi là mà báo chí nó vẽ vời, chúng ta phải chinh vào là chúng ta cần làm gì. Em thì em thấy là chúng ta cần phải tới gần với những nước mà Trung Cộng đang ve vãn. Ừ. Và người Mỹ của chúng ta, những nhà lập pháp phải dễ dàng cho công ty ở Mỹ làm việc chút. Em không phải là đảng gì hết, nhưng em cảm thấy có nhiều cái luật nó quá ràng buộc cho những cái công ty để mà họ làm việc ở Cali phải dọn đi chỗ khác, bởi vì quá nhiều luật. Thì làm sao mà những người ở Hoa Kỳ họ cạnh tranh được với lại cái xứ mà không có luật như Trung Cộng? Anh thấy không? Hoàn toàn đồng ý với Trúc Hồ. Đó là tại sao nhiều tiểu bang cũng như ngay cả chính phủ liên bang Hoa Kỳ bây giờ cũng đã tạo những cái điều kiện tốt hơn để cho các công ty của Hoa Kỳ làm ăn, dễ Đúng làm ăn hơn. vậy, Cái đó đúng là vậy. cái điều căn bản số 1. Nhưng mà chúng ta cũng không, đừng có làm quá để mà chúng ta mất những đồng minh của chúng ta như là Đại Hàn,
hay là Philippines. Nói chúng ta nói chung á, đây là một cái gì nó cần một sự nghệ thuật của cân bằng. Ừ? Nghệ thuật của cân bằng. Chúng ta nếu mà ưu tiên vĩ quá thì chẳng hạn như xe của Đại Hàn qua, xe Nhật qua để mà bán với chúng ta giảm tiền xe của chúng ta ở bên đây đủ thứ mọi thứ, quỳ bét này, federal thế này kia kia nọ. À, chúng ta được hưởng, nhưng mà những người đồng minh của chúng ta họ cảm thấy họ bị đối xử không được công bằng á, và đôi khi họ dễ bị mấy người Trung Cộng nó dụ. Cho nên cái này là một cái gì nó phải lai anh, nó rất là phải cẩn thận giữa vấn đề mà dễ dãi quá và giữa vấn đề mà khó quá. À, cho nên Nó phải cần em phải có một cái sự quân bình, cái sự cân dạ bằng quân bình dạ cho nó hay. dạ cho nên đối với em thì em vẫn nghĩ là người 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 Việt Nam của chúng ta, những người tị nạn cộng sản, chúng ta cứ đặt lòng tin vào ơn trên, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cùng cầu nguyện với là cái tôn giáo của chúng ta là làm sao thế giới này có được người lãnh đạo tốt, người lãnh đạo giỏi vì nước vì dân. Chúng ta muốn thấy một tổng thống Roosevelt của thời Thế chiến thứ hai, chúng ta muốn thấy một tổng thống Reagan của những năm đầu tiên trước Hồ qua Mỹ. Những người lãnh đạo đó là những người sẽ có đủ khả năng đưa thế giới, chúng còn nói thế giới nha, chứ không phải nước Mỹ không, đưa thế giới vượt qua những cái gì mà cảm thấy là u ám nhất trong thời gian này. À, cảm ơn Trúc Hồ. Mình hy vọng rằng chúng ta, Hoa Kỳ và thế giới sẽ có được một người lãnh đạo như vậy trong tương lai gần. Dạ. Mình cũng hết giờ, thành ra cảm ơn Trúc Hồ và Dạ. cũng xin cảm ơn quý vị sẽ theo dõi chương trình diễn đàn chính luận Thấy cái áo chúng của em tôi mặc trong không? tương lai. Thấy cái áo của Cái em áo mặc rất không? là đẹp, cái áo rất là đẹp, cái cờ rất là đẹp. Em sẽ giữ cho anh một cái, khi nào mà anh xuống đây thăm em. Cái này là cái áo của Đại hội Cảm ơn anh Bắc Cali tổ chức. Ban tổ chức cho Trúc Hồ hai cái, Trúc Hồ giữ một cái, anh Nam ảnh thấy đẹp quá anh xin cái, Trúc Hồ giữ lại một cái cho anh Nam. Và quý vị khán giả nào mà chưa có thời gian xem chương trình Đại hội Cảm ơn anh thì quý vị nên vào YouTube hay là xem lại ở trên SPTN. Chịu khó mỗi người đóng góp một chút, chúng ta hy sinh một tô phở thôi, chúng ta bớt ăn phở một ngày thôi, chúng ta đủ tiền về để giúp cho tương phía bên Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị. Hoàn toàn đồng ý đồng hồ. Bất cứ cái áo nào có lá cờ vàng ba sọc đỏ đều đẹp hết. Xin cảm ơn Dạ, Trúc Hồ và xin dạ, cảm ơn quý vị. dạ.